Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay lại là buổi chiều thứ bảy, buổi chiều cuối tuần rồi ạ. Chúng tôi vừa mới mua về được một chiếc xe Kia Morning phiên bản SI. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Ngay lúc này đây thì chúng tôi vừa mới mua được ngay tại nhà chủ xe. Chủ xe đang ở chung cư và tôi mua lại trước cửa tòa nhà chung cư đấy ạ. Chủ xe đang dọn đồ rồi ạ. Có thể nói đây là chiếc xe độc nhất, đẹp nhất tại Hà Nội, đẹp nhất thị trường đấy quý vị bạn ạ. Tại sao tôi lại bảo đẹp nhất? Tại vì chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký năm 2016 mà chiếc xe chỉ mới chạy có hơn 2 vạn km thôi quý vị bạn ạ. Đồng hồ công tơ mét này chuẩn nhá. Full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng ạ. Đây chúng tôi cam kết luôn quý vị các bạn nhá. Cam kết là đồng hồ chuẩn. Đâu, để em cầm lên cho. Đăng ký vẫn ở trên xe. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà có nhu cầu về chiếc xe này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn nhé. Hoặc là có thể đến cửa hàng chúng tôi để xem xe. Chiếc xe này thì chúng tôi đem về rửa ráy qua đi thôi. Thứ hai thì tôi sẽ làm video trực tiếp lên cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Chìa khóa đâu em mở đi. À còn cái chìa xe cua nữa mà. Anh cầm chưa? Mm-hmm.